Thưa quý vị, báo Thanh Niên loan tin vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, đại diện Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã ra tuyên bố vaccine coronavirus 19 do 4 đơn vị của cơ quan này đang nghiên cứu đang cho kết quả khả quan. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 thuộc Bộ Y tế cho biết vaccine mà đơn vị sản xuất thử nghiệm trên động vật gần đây cho kết quả. Sau khi tiêm mũi nhắc lại, kháng thể trong máu có tăng lên. Ông Đạt đưa ra dự trù với tốc độ như hiện tại, đầu năm 2021, công ty ông sẽ thử vaccine trên một số nhóm nhỏ người tình nguyện. Đến khi hoàn thiện, công ty ông Đạt có thể sản xuất được 100 triệu liều vaccine trong một năm. Đơn vị nghiên cứu thứ hai là Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang cũng tuyên bố tiến hành sản xuất vaccine coronavirus 19 tương tự với sản xuất vaccine cúm đại dịch và cơ quan này hoàn toàn làm chủ công nghệ để sản xuất vaccine. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang đã sản xuất thành công 3 lô vaccine trên dây chuyền hiện có. Kết quả thử nghiệm ban đầu đạt chất lượng và theo dự trù, trong tháng 10 đến tháng 12 năm nay, đơn vị này sẽ tiêm vaccine coronavirus 19 trên người tình nguyện ở giai đoạn 1. Trước kết quả này, Bộ Y tế Cộng sản tuyên bố đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có vaccine coronavirus 19 đầu tiên được lưu hành trên thị trường. Thông tin này của Bộ Y tế Cộng sản lại một lần nữa khiến dư luận mạng xã hội Facebook bày tỏ sự hoài nghi bởi họ đã quá quen thuộc với những thông tin mang tính tuyên truyền từ các cơ quan cầm quyền cộng sản.